không có gì sướng bằng đô la bên Mỹ. Mình đem về Việt Nam là sướng nhất hả? Ừ. Chỉ có Mỹ mình đem về cái là mình xài bên này. Cái hay là cái chỗ đó. Bữa nay 100 đô là 23.000 rồi. Sướng không? Ừ, mấy thằng ba chọc lợn. Tụi mày làm gì có cửa, lo cài đi mấy cu. Thì lúc nào tụi mình cũng kêu gọi bà con kiều bào đem chất xám về với quê hương, không có gì bằng hết. Làm bên Mỹ cầm đô la về Việt Nam vậy thôi, yêu nước là chỗ đó, không có gì bằng. Thấy không anh chị các bạn, chào chị Phượng nha. Cái tài khoản kia bị mấy thằng bao que sọc lờ nó táp rồi. Cho nên lại mình like thì cũng giới hạn thôi, để hơi nó tắt. Mấy người ba sọc lờ này nó bám theo lời mình suốt, nó bám. nó rất là sợ sự thật, nó sợ nhìn thấy quê hương đất nước phát triển đổi mới, nó thấy con người ta đang ăn nên làm ra. Đấy, nói gì nói chứ anh em các bạn đi ra nước ngoài rồi cái cài như là châu bò, nhưng mà để dành tiền cầm đô la về quê hương xây dựng tổ quốc. Về đi ký nhập lại quốc tịch Việt Nam thôi, mình cứ sống như mọi người. Đó, rồi mình đầu tư làm ăn. Dạ chị Phượng, thì là phải like trong cái sự giới hạn, để thôi nó táp mất cái tài khoản này nữa là không có tài khoản nào để like, để cho mấy ba chục lờ nó tức, để cho mấy anh em chia sẻ rộng rãi mà. Bây giờ rời Nha Trang xuống Mũi Né, xong rồi mình tiếp tục đi chơi. Sướng là sướng chỗ đó. Anna lần phạm rồi ta, anh đâu mất tiêu rồi ta. Anna lần phạm về Nha Trang đầu tư, Anna lần phạm Nha Trang đầu tư cũng ngon lắm đó. Nha Trang bây giờ thấy cũng hồi nãy có cái bạn trẻ đi ra nước ngoài rồi giờ cũng quay về Việt Nam đầu tư bên bất động sản. Tại vì hiện giờ mình cái lợi thế của những người mà đi ra nước ngoài và làm, nhưng mà mình được cái đồng đô la nó trên lợi đó, không có gì bằng cầm về quê hương làm ăn. Ai mà bỏ cái cơ hội sau này là sẽ hối tiếc. Rất tiếc là Lợi Minh về hơi trễ, dù mới mười mấy năm nhưng mà đối với Lợi Minh đó là trễ. Anh ơi, dạ. Ký họ tên rồi, ngoài tên luôn ha. Chia sẻ với các bạn tới đây thôi, hẹn gặp sau.